Châu Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sắt là một trong những yếu tố quan trọng trong cơ thể của con người. Nó tạo ra các tế bào hồng cầu hemoglobin và cung cấp oxy cho toàn cơ thể. Tuy nhiên thì đối với một số phụ nữ, nhất là phụ nữ tới chu kỳ kinh nguyệt hay gặp phải các vấn đề như là stress, căng thẳng, áp lực hay là mắc bệnh tâm lý thì thường xuyên bị thiếu hụt hemoglobin. Tuy nhiên thì bạn không cần phải tốn tiền mua những thực phẩm bổ sung sắt ở ngoài hàng. Mà thay vào đó, bạn có thể sử dụng một số thực phẩm trong gia đình hàng ngày để cung cấp sắt cho cơ thể. Và dưới đây sẽ là top những loại thực phẩm bổ sung sắt cần thiết. Các loại thực phẩm giàu chất sắt. 1. Các loại hạt. Các loại hạt như quả óc chó, quả phỉ, hạt thông, hạnh nhân, lạc, hạt điều mà chúng ta nên thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp bữa ăn của bạn phong phú hơn, cảm giác ngon miệng hơn. Với 100g hạt cung cấp khoảng 3,7mg chất sắt cho cơ thể. 2. Động vật thân mềm. Những loại động vật thân mềm như sò, hàu, chai, điệp, ốc không chỉ giúp bạn tạo ra những món ăn lạ miệng, hấp dẫn mà còn chứa lượng lớn chất sắt. Hãy thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. 3. Đậu phụ. Đối với những người ăn chay, đậu phụ cũng rất giàu chất sắt. Chỉ cần một nửa cốc đậu phụ, bạn cũng có thể cung cấp khoảng 1,82mg chất sắt cho cơ thể. 4. Gan. Gan có thể được chế biến bằng cách chiên, xào, luộc, nướng hoặc ăn sống. Đó là một nguồn rất giàu chất sắt cho bạn. Bạn nên tiêu thụ các loại gan tốt nhất như gan bò, gan ngỗng, gan gà hay gan lợn. 5. Cải bó xôi hay còn gọi là rau mina. Loại rau xanh lành mạnh này chắc chắn sẽ giúp bạn ngăn ngừa sự thiếu sắt của cơ thể. Bạn sẽ cung cấp cho cơ thể 2,7mg sắt bằng cách chỉ ăn 100g rau bina. 6. Lòng đỏ trứng. Nhiều người cho rằng chỉ có phần lòng trắng của trứng mới là lành mạnh. Tuy nhiên trên thực tế, 100g lòng đỏ trứng chứa 2,7mg sắt. Vì vậy, khi dùng trứng chế biến món ăn, bạn không nên tách bỏ lòng đỏ. 7. Ngũ cốc. Tại sao người ta nói rằng ngũ cốc tạo ra chế độ ăn uống đầy đủ và bổ dưỡng? Bởi ngũ cốc là nguồn chất sắt vô cùng lành mạnh. Bạn có thể tiêu thụ ngũ cốc ở dạng nóng hoặc lạnh. Ngũ cốc lạnh mang lại cho bạn 1,8mg đến 21,1mg sắt. Tuy nhiên, khi ngũ cốc nóng, hàm lượng sắt giảm dao động từ 4,9mg đến 8,1mg. 8. Hạt bí ngô. Hạt bí ngô có đầy đủ yếu tố dinh dưỡng. Ngoài hàm lượng sắt, chúng còn có chứa canxi, kẽm và magie là khoáng chất quan trọng đối với cơ thể. Bạn chỉ cần tiêu thụ một lượng nhỏ hạt bí ngô hàng ngày, chúng sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng, giúp cơ thể khỏe mạnh cả bên trong và làm đẹp bên ngoài. 9. Sô-cô-la đen và bột cacao. Sô-cô-la đen không chỉ làm vị giác của bạn hài lòng, chúng còn đáp ứng nhu cầu về sắt cho cơ thể. Bột cacao cũng vậy, bạn nên sử dụng chúng như là món tráng miệng ngon và bổ. Chúng được biết đến với công dụng giảm cholesterol và huyết áp. 10. Thịt đỏ. Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu có chứa hàm lượng sắt dồi dào. Những loại thịt này còn chứa phức hợp heme sắt, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu lượng sắt cần thiết. Ngoài ra, các loại thịt đỏ còn là nguồn cung cấp hàm lượng lớn vitamin B12. 11. Củ cải đường. Củ cải đường được biết đến là loại rau củ mang lại hiệu quả cao trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thiếu máu. Loại củ này có chứa hàm lượng chất sắt cao, tham gia vào quá trình sửa chữa và kích hoạt các tế bào hồng cầu. Một khi được kích hoạt, các tế bào hồng cầu sẽ cung cấp được nhiều lượng oxy hơn cho các bộ phận trong cơ thể. Bổ sung củ cải đường vào chế độ ăn hàng ngày là giải pháp hiệu quả để ngăn ngừa căn bệnh thiếu máu. 12. Lựu. Với sắc đỏ bắt mắt cùng hương vị thơm ngon, lựu là loại quả không còn xa lạ với cuộc sống của chúng ta. Loại quả này rất giàu chất sắt và vitamin C. Vì thế, ăn lựu giúp cơ thể cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể. Ngoài ra, nó còn giúp hạn chế các triệu chứng liên quan đến bệnh thiếu máu như chóng mặt hay mệt mỏi. 13. Cà chua. Cà chua là loại quả vô cùng quen thuộc trong món ăn hàng ngày của mọi gia đình. Loại quả này rất giàu vitamin C, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu các chất sắt.
Ngoài ra, trong cà chua còn chứa lycopene và vitamin E. Đây là những thành phần tốt cho tóc và làn da của chúng ta. Vâng, với những thông tin mà chúng tôi vừa đưa ra trên đây, thì chắc hẳn rằng quý vị sẽ không còn lo lắng về việc phải chọn loại thuốc nào để bổ sung sắt cho cơ thể của mình. Mà thay vào đó, thì các bạn có thể sử dụng những loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày để bổ sung sắt cho cơ thể. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!